Thị trường tôm đồng bằng sông Cửu Long ngày 28 tháng 12 năm 2023, giá tôm sú oxy tạm chững sau khi điều chỉnh tăng nhẹ 3 đến 5.000 đồng 1 kg trong ngày hôm qua. Hiện tại các thương lái thu mua cỡ 20 con 1 kg phổ biến ở mức 340 đến 350.000 đồng 1 kg, tuy nhiên một số thương lái chào giá trước tăng lên mức 350 đến 380.000 đồng 1 kg để mua hàng trong dịp Tết Dương lịch. Giá tôm sú oxy cỡ 30 con 1 kg ở mức 215 đến 220.000 đồng 1 kg, giá không kiểm tra kháng sinh tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Giao dịch tôm sú nguyên liệu tại các nhà máy ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng do các đơn hàng mới cho quý 1 năm 2024 lai rai nên các nhà máy không chưa có áp lực thu mua nguyên liệu. Dự kiến lượng thu mua nguyên liệu của các nhà máy trong ngày 28 tháng 12 tăng nhẹ vì đang trong con nước quảng canh, nhưng vẫn ở mức thấp. Đối với giao dịch tại đầm, giá tôm sú ướp đá cỡ 20 đến 80 con 1 kg tiếp tục ổn định kể từ đầu tháng 12 năm 2023. Ngày 28 tháng 12, thương lái thu mua cỡ 20 con 1 kg ở mức 180.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 130.000 đồng 1 kg. Giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre hôm nay tạm thời ổn định sau mức tăng một số kích cỡ ngày hôm qua. Cụ thể, giá thu mua tại đầm với tôm thẻ oxy hàng không kiểm màu cỡ 50 con 1 kg ở mức 120.000 đồng/kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 155 đến 160.000 đồng 1 kg, giá cỡ 20 con 1 kg ở mức 195 đến 205.000 đồng 1 kg, giá mua tôm thẻ nguyên liệu tại một số nhà máy lớn, chủ yếu cỡ 50 đến 80 con 1 kg, khu vực Sóc Trăng, Cà Mau tiếp tục chiều hướng tăng từ đầu tuần, giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá, giá mua tôm thẻ ướp đá tại đầm các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu hầu như ổn định từ mức tăng đầu tuần. Cụ thể, giá tôm thẻ ướp đá tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau như sau, cỡ 30 con 1 kg ở mức 142 đến 144.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 106 đến 108.000 đồng/kg, giá cỡ 80 con 1 kg ở mức 98 đến 100.000 đồng 1 kg.